Như mọi người thì ở cái clip trước á, thì mọi người cũng rất là vui mừng biết được cái thông tin đó là Tuấn Anh đã tìm được cha của mình, và trong cái thời gian sớm nhất thì ba Tuấn Anh sẽ từ Thái Lan thả qua Việt Nam để mà gặp Tuấn Anh và cũng như là thử ADN. Ở clip trước thì em cũng có chia sẻ với mọi người là xem về cái việc mà cái định hướng cái tương lai của Tuấn Anh như thế nào, và cũng như là biết được cái thông tin của ba Tuấn Anh. Hai chị, một chút nữa thì nhờ chị chia sẻ luôn nha, xem cái suy nghĩ của chị Yến như thế nào. Còn trước mắt á, là như thế này, Mạnh Thường Quân có hỗ trợ đến cho hai mẹ con thêm một cái khoản, thì em xin phép em đọc tên và cái khoản tiền nha chị Yến. Chị cũng có nói là chị rất là vui khi mà đã trả xong những cái khoản nợ. Em xin phép em đọc. Đây là Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiếp tục cho hai mẹ con của Tuấn Anh. Thứ nhất là của chị Vũ Thu Hương ở Canada là 3,6 triệu. Thứ hai là của cô Mộng Hồ, chị Bích Đào ở Mỹ, $100 là 2,340 triệu. Thứ ba là của sư cô An ở Myanmar là 2 triệu. Thứ tư là của anh Nguyễn Củ Phước ở Đà Lạt là 1 triệu. Thứ năm là của anh Ngô Quang Sợi ở Hà Nội là 1 triệu. Thứ sáu là của anh Hà ở quận 5 là 500 ngàn. Thứ bảy là của em Trúc 500 ngàn. Thứ tám là của mẹ Ken Ken ở quận 8 là 500 ngàn. Mũi cắn hả con? Để chú tranh thủ rồi hai mẹ con vô bệnh viện lại nha. Em xin phép đọc luôn nha chị. Cuối cùng là của chị Hà Quỳnh Chi ở Sài Gòn là 200 ngàn, thì tổng cộng là 11,640,000. Đây, em gửi cho chị. Chị mở cái tiền, mở cộng thun ra, chị điếm lại giùm em nha. 11,640,000 mà em làm tròn luôn là 50,000 đó. Chị điếm từ từ thôi chứ để như hôm bữa điếm lại nữa. Mười một triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Dạ. Là 11 triệu. 640,000, nhưng mà em làm tròn luôn là 50,000. Dạ. 11 triệu. Coi như là cái tiền này chị để bỏ túi để mà phòng thân cho hai mẹ con, đặc biệt là có thể là bổ sung vô cái tiền mà chị đi chữa khám bệnh cho chị đi nha. Giờ chị hồi nãy sáng chị đóng hết 2,6 triệu rồi, thì lần này chị về thì chị sẽ vô trường Cambridge để đóng cho Tây nó học nửa năm, và học thêm cũng nửa năm 3 tháng hè. Cô giáo dạy cho Tây để cho Tây biết tiếng Việt, chị sẽ đóng thêm cho đủ hết kỳ luôn, chứ để nhiều khi mình hụt tiền cái mình không có tiền để cho nó nghỉ nửa chừng. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em ha. Xin cảm ơn những Mạnh Thường Quân gần xa trong Việt Nam và ngoài nước, xin rất là biết ơn hai má con, rất là biết ơn cứu hai má con qua cơn hoạn nạn nhất, tưởng đâu là không vượt qua nổi. Nhờ có những cái đồng tiền quý báu này mà hai má con đã vượt qua và đã được số nợ và sống lại, rất là vui. Vui ơi, quá vui luôn. Xin được cảm ơn, xin và cảm ơn mọi người
Cảm ơn mọi người đã xem đô clip này. Tuấn Anh con cảm ơn đi Tuấn Anh. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người, các cô, các bác, các chú. Đã giúp cho má con giúp con tiền học cho má trả nợ hết chứ cho con tìm được ba nữa. Cảm ơn chú sinh. Không có gì con. Tiền bạc rồi chị giữ cẩn thận nha. Bắt đầu em sẽ hỏi chị chút xíu về cái việc mà ví dụ nha, em nói ví dụ đi. Sau khi mà sắp xếp rồi cũng như là cái đợt dịch này ở bên Thái Lan rồi xong xuôi đó, ba Tuấn Anh có thể là về Việt Nam đó chị, để mà gặp Tuấn Anh và xét nghiệm ADN, thử ADN đó. Thì nếu mà đúng là Tuấn Anh là con của ba Tuấn Anh đó, thì nếu mà ảnh bảo lãnh cho Tuấn Anh qua bên đó thì chị có đồng ý không? Tuấn Anh trả lời thay má đi. Dạ là con sẽ dẫn má đi theo. Nhưng mà không được. Một á là con đi theo ba, hai là con ở lại với má Yến. Con chọn con đường nào? Tại vì sao? Vì ba ở với ai? Hả? Vì ba ở Việt Nam. Ba về nước. Ba về nước mà ba là người Thái mà ba ở bên đó cũng có gia đình nữa mà. Giờ con muốn theo má hay là con có đi theo ba không? Ví dụ như ba con sẽ nói chuyện với lại má con là như vậy đó, ba con sẽ trước con về bên Thái Lan ở đó thì như thế nào, hoặc là ở Úc, tại vì nghe nói là ba cũng có cái nguồn gốc ở nước Úc. Trả lời đi con. Trả lời lớn lên. Dạ không. Bỏ má phải không? Nó lớn lên. Rồi nếu mà con không có đồng ý đi, lỡ là ba con đang xem ở trên kênh nè, rồi ba con không qua đây gặp mặt còn sao, nói là tại vì tôi đi ở bên đó, tôi đi về đây tôi rước con tôi mà con tôi nó không chịu đi theo tôi mà. Sao? Nói sao con muốn đi qua bên ba. Nói đi. Nói sao, con có đi không? Không đi hả? Dạ. Có nghĩa là nếu mà ba con về thì lâu con lên thăm ba lần. Chứ không muốn ở chung với ba đúng không? Ở chung với má Yến đúng không? Còn riêng về ý kiến của chị Yến như thế nào? Chị có lẽ từ clip đầu tới clip này chị vẫn khẳng định một câu rằng chị còn một hơi thở này thì sẽ chăm sóc cho nó, dù là nghèo, dù thiếu cơm thiếu áo thiệt, bữa đói bữa no thật, nhưng bằng mọi giá chị đi mua chịu cơm, tất cả cái gì, từ sữa tươi, từ cơm, từ da ua, tất cả cái gì chị thiếu, con chị nó thiếu thì chị chạy đi mua, lúc chị khỏe là chị đều đi mua chịu hết cho con chị, nó có được bữa cơm đầy đủ. Con đi qua đây con. Rất là khó khăn, biết rằng cuộc sống hai má con khó khăn lắm, nhưng bây giờ Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chị được một số tiền thì chị trả nợ được một phần, là chị đã khỏe rồi, bớt rồi, giảm đi cái cực khổ rồi. Thì bây giờ cái động lực duy nhất là chị muốn nuôi Tuấn Anh đến một hơi thở cuối cùng của chị. Còn nếu bên nội hay ba tôi thương nó, nghĩ đến nó, nghĩ tới hoàn cảnh của chị thì ủng hộ giúp đỡ chia sẻ cùng chị và nó, để cho chị về có, chị có một cái điều kiện để tối chị ở nhà chị chăm sóc nó, chị dạy nó học, sáng á chị khỏe chị đưa nó đến trường, chị nuôi nó cho nó được một phần nào vất vả. Trước kia chị hụt hẫn quá nhiều, vừa thiếu nợ vừa khổ, phải lo cho nó rất là vất vả, rất là thiếu thốn. Nhưng bây giờ là chị đã tìm được ba rồi, ba nó rồi, ba Tuấn Anh rồi, thì chị mong muốn rằng mọi người và ba ruột của Tuấn Anh cùng chị nắm tay nhau để nuôi nấng đứa bé này trưởng thành. Bất cứ ai nuôi cũng được hết, nhưng mà ở gần bên cạnh chị để chị dòm ngó và chăm sóc nó. Tại chị chăm sóc nó từ nhỏ, nó đã quen với chị rồi. Giờ mọi người nếu thương yêu nó
ba của Tuấn Anh đó, thương yêu Tuấn Anh thì chia sẻ cùng với chị, quan tâm tới nó, để một mai nếu chị không còn nữa, lúc đó thì hãy đem nó về để chăm sóc nó cho nó trưởng thành, cho nó khôn lớn, để dạy dỗ nó. Còn bây giờ chị vẫn còn sống được đây, chị mong muốn rằng chị được ở bên cạnh nó để chăm sóc nó. Nếu nó đi rồi chị không yên tâm. Cái hôm mà em đi xuống dưới nhà của chị á, chị có nói là về cái sức khỏe của chị thì chị cũng không có mà biết được cái sức khỏe của chị như thế nào đó. Thì hôm bữa chị có nói là chị viết lại cái tờ giấy gì hay là cái nhắn gửi gì đó. Em nghe không kịp nhưng mà có đúng không? Tại vì một năm qua chị, cái đầu chị nó co giật rất là nhiều. Sức khỏe của chị nó rất là trầm trọng. Chiều á thì chị ra chị bán hủ tiếu rồi thấy chị tươi tắn, nhưng mà thật sự khi mà về nhà rồi, những lúc chị đau lên cơn chị đau rồi, chị chỉ lấy nước đá chị đắp, chị lấy dầu xăng chị chế lên đầu chị, rồi chị uống thuốc giảm đau. Một ngày người ta cho chị có 2 cử thôi, nhưng mà chị uống tới 3 cử rồi chị mới có thể bán được, chị mới có thể đứng vững được. Một tháng chị chỉ bán được có nửa tháng, còn nửa tháng chị bệnh chị không bán được, nên chị rất là sợ. Chị sợ khi mà chị nằm xuống rồi chị đi luôn. Rồi lúc đó Tuấn Anh nó bơ vơ, không biết nó về đâu, không biết ai nuôi dạy nó, rồi nó sẽ như thế nào. Nó bị sốc một lần mẹ nó mất rồi, nó sốc tới bây giờ. Nếu bây giờ chị không còn nữa, chị có đề gì xảy ra, không biết nó sốc tới cỡ nào, không biết sao nó chịu đựng nổi nữa. Cho nên là chị suy nghĩ rằng chị rất sợ là chị sẽ không còn, chị sợ như đó thôi. Cho nên là những lúc mà chị như vậy, chị sợ quá, chị có viết giấy, ghi chúc, chị để lại. Chị đã viết rồi, chị gửi cho một người bạn rất là thân của chị. Nếu khi mà chị có về nào xảy ra bất trắc đối với chị không còn tỉnh dậy nữa, thì Tuấn Anh sẽ nói với cô đó, tìm ra cái số điện thoại của cặp vợ chồng đó. Cặp vợ chồng đó người ta rất là nhân hậu và không có con, rất là thương trẻ. Là có biết Tuấn Anh rồi? Chưa hề biết đâu, nhưng mà chị nghĩ là cặp vợ chồng này người ta hiếm muộn, người ta không con, người ta có đủ điều kiện, người ta không có con, người ta rất là thương trẻ, có đạo đức về nhân cách. Chị nghĩ Tuấn Anh, nếu chị không còn nữa, những cái điều này là chị nói ra, là nếu mà chị không còn nữa thì mới xảy ra chuyện đó thôi. Chị phòng ngừa sẵn vậy đó, khi mà chị nằm xuống thì bạn chị sẽ làm chuyện đó, sẽ điện thoại, sẽ tìm được cái số điện thoại liên lạc với người đó, cặp vợ chồng đó, để đến nhận Tuấn Anh về nuôi. Theo chị nghĩ cặp vợ chồng đó họ sẽ đem Tuấn Anh về, họ sẽ nuôi nấng Tuấn Anh và chăm sóc cho nó, để dạy dỗ cho nó nên người. Nhưng mà cái bước không gặp được ba nó kìa, cái bước đường cùng là ba Tuấn Anh không nhìn nhận, thì chị mới làm tới cái đó. Còn bây giờ Tuấn Anh nó đã nhận được ba rồi, thì chị mong muốn ở ba và bên nội, ví dụ ba có hoàn cảnh thế nào đó, có gia đình không thể nhìn nhận đem Tuấn Anh về khi chị không còn, thì cũng còn bên nội có những người thân nhất của Tuấn Anh, lúc đó thì họ sẽ chăm sóc cho Tuấn Anh, xong rồi thì mới tới cho người ngoài. Còn nếu mà chị không nhận được ba Tuấn Anh, không tìm được nguồn ngội cuồng cho nó, thì bước đường cùng thì mới cho một cái cặp vợ chồng đó. Có nghĩa là nếu mà ở bên nội của Tuấn Anh mà cảm thấy mà không có phù hợp mình gửi được á, thì sẽ tính tới cái việc là gửi Tuấn Anh cho những cái cặp vợ chồng mà cần có con. Như vậy đi hai chị, đúng không? Ý của chị là vậy. Ý chị là như vậy, nhưng mà chị nghĩ rằng chị sẽ cố lên, chị sẽ vượt qua để chăm sóc cho Tuấn Anh. Em hỏi thêm chút xíu về cái việc học hành của Tuấn Anh nha chị, tại vì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân cũng như là cô chú anh chị hỏi để họ có một cái hướng giúp đỡ cho Tuấn Anh, cho cái tương lai của cháu. Thì năm nay là Tuấn Anh chuẩn bị lên lớp 3. Lên lớp 3 thì mỗi tháng đó là
thôi em tính về mỗi năm đi, tiền học hành các thứ, học thêm hay là các thứ hết luôn, là mỗi năm là phải tốn bao nhiêu tiền cho tiếng Anh? Hầu như là chị không thể tính nổi mỗi năm, có thể là hai má con chị qua được một ngày là thấy mừng một ngày thôi, không nhớ tới một năm bao nhiêu đâu. Cứ một ngày nào là có tiền để đưa nó đến trường, có tiền để mua cơm cho nó ăn, không có tiền thì nấu mì tôm, thì cứ qua một ngày vậy là mừng một ngày. Cho nên là chị nghĩ trong một tháng thôi, chứ đừng em tính tới một trong năm, một tháng đi, trong một tháng đi, chị không có điều kiện để chị tính tới một năm đâu. Trong một tháng trong đi, một tháng là chị nghĩ khoảng chừng một ngày khoảng 100.000 thôi, vừa tiền học, vừa tiền sữa, vừa tiền ăn, rồi mua thuốc cho nó uống, đau bụng rồi ho sổ mũi này kia, theo chị nghĩ chắc ngày khoảng 100.000. Nói chung trung bình đi là một tháng tầm khoảng từ 2,5 triệu tới 3 triệu. 2,5 triệu tới 3 triệu là tính luôn cái tiền phát sinh, ví dụ như thuốc men bệnh tật cho Tuấn Anh, tại vì Tuấn Anh hay cái cơ thể đề kháng nó yếu hay bệnh. Mình đưa nó đến trường xong mình phải đi mua đồ ăn để mình trở về mình nấu cơm, nấu canh, kho cá, ví dụ vậy đó, thì phải nấu cơm, nấu nước. Thì trong cái 100.000 đó, theo chị nghĩ là gói ghém thì đủ 100.000 đó, vừa cơm, vừa sữa, vừa học hành. Tiền học là mỗi tháng là đóng bao nhiêu vậy chị? Một tháng là đóng tiền tiếng Anh là trường cam thiết là 500, tiền ở trong trường là 260, là 760, chứ còn trong trường học thì không có đóng tiền, mà chỉ có một năm mua bảo hiểm chỉ có một lần, một năm á chỉ mua một lần thôi. Còn những cái tháng ngày hè này thì một tháng thì đóng 300.000 để đi học, học thêm. Vậy là tiền học là một tháng là khoảng gần 1 triệu. 1 triệu, nhưng mà cái đó là chưa tính tiền ăn uống. Nhưng mà nói chung là ngày chị gói ghém chị có phải có 100.000 để vừa ăn vừa uống vừa học hành, là khoảng 100.000 đổ lại. Còn về cái bệnh của Tuấn Anh là chị nói rõ chút xíu, cái bệnh của Tuấn Anh là cháu thường bị cái bệnh gì mà hay thì đi khám bác sĩ, là bệnh gì chị nói rõ giùm em. Tuấn Anh nè, nó đi học trong trường á, thì nhiều quá rồi, bây giờ nó đang học này. Bất cứ nó học hai trường, trường Định Thủy và trường Mỏ Cày, cô giáo nào cũng biết, một ngày chị vô trường có khi 8 cử. Ví dụ sáng chị đưa nó vô trường thì nó vô thì khi khoảng chừng 9:10 xả hơi, cũng như là ra cái giờ ra chơi á, là chị phải đến trường, chị dặn cô giáo mở quạt và thay một cái áo, tại vì nó ướt đẫm mồ hôi hết, nó ướt từ trong ngoài y như là em đi ngoài mưa vô vậy đó. Mà cái ngày nào mà chị bận hoặc chị bệnh chị không vô, hay là chị bận mất đi mua đồ, hoặc chị tất bật chị nấu nướng mua bán, thì mình mẩy nó ướt như là tắm, thì tối đó nó lại hò như vậy á. Nắng cũng không được mà mưa cũng không được, mà ăn lạnh cũng không được mà ăn nóng đó, thì nó đau cổ. Mà ăn lạnh cái vô bắt đầu chút xíu nó tiêu chảy, như hồi sáng giờ đi xe là phải ghé toilet của nhà vệ sinh công cộng. Có nghĩa là nhà, là đường cái đường ruột nó rất yếu, đường ruột với lại cái đề kháng, với lại cái nó không có, dạ không có nó. Rồi buổi chiều chị đưa nó 1:10 chị đưa nó vô, thì 3:10 chị phải chạy vô thay một lần áo nữa. Chị đi vô riết rồi chị sợ bảo vệ, sợ cô giáo cười, chị phải giấu áo. Lúc nào chị cũng phải vất vả để chăm sóc cho nó từ ly từ tí như vậy đó. Chị là nói về cái việc mà bán đồ chay của chị với lại là các thứ rồi, là không có trong cái đủ cái khả năng để mà của hai má con đóng tiền nhà trọ nè, rồi học hành của Tuấn Anh nè. Trong khi đó chị bán thì chị bán không có lời, không có dư. Lời thì lời rất ít, bởi vì chị bán đông khách lắm, ai cũng nghĩ rằng trời cái chị này chị bán rất là đắt, chắc chị giàu dữ lắm. Nhưng mà thật sự cái lời nguyền của chị là chị bán được chai này để giúp bà con có được bớt sắc xanh, rồi chị làm một cái điều gì đó cho Tuấn Anh, tích phước cho Tuấn Anh. Và một điều nữa là chị đã cầu nguyện với em gái chị đã mất, chị sẽ bán đồ chay, khi đem xác của em chị về được thì chị sẽ bán đồ chay cái suốt đời. Cho nên chị muốn làm một cái điều gì đó để chị, nó để lại một đứa con cho chị, Tuấn Anh cho chị trên đời này. Chị muốn làm một cái điều gì đó có ý nghĩa với em chị đã mất, và chị giúp đỡ mọi người có được tô tiếng chay ngon ăn. Nhưng mà nó không có lời nhiều lắm đâu em, nó không có lời nhiều lắm, cho nên
cái chi phí hàng đêm là chị trang trải không đủ, tại vì chị phải đóng nợ, trả nợ và đóng lại. Là cái lúc mà mình đã thiếu tiền nợ với lại tiền lãi là cái khoản mà Mạnh Thường Quân chưa giúp, mà bây giờ Mạnh Thường Quân đã có giúp rồi thì mình trả đã khoảng trên 70% cái khoản nợ rồi. Còn thiếu lại 30% thì cái đó là lãi của ngân hàng thôi. Là có thể là chị nói là có thể là qua cái đợt trả nợ này xong thì chị có thể là lo cho Tuấn Anh cũng như là hai mẹ con. Cuộc sống nó ổn, tạm ổn. Tạm ổn có thể là bớt vất vả. Mình chỉ đóng lãi ngân hàng thôi. Thì có thể là bữa nào chị không bệnh, chị khỏe, chị trị hết bệnh rồi thì chị bán hủ tiếu này có thể là có tiền để cho Tuấn Anh tới trường thì cũng thể tạm ổn được, tạm ổn. Có nghĩa là chị xây được sau khi mà mình được Mạnh Thường Quân hỗ trợ để trả nợ rồi đó ha. Em tại sao mà em hỏi chị rõ và về công việc cũng như học hành các thứ đó là cũng theo cái ý muốn của Mạnh Thường Quân nha chị. Theo cái ý muốn của Mạnh Thường Quân là như thế này, em cũng nói rõ với chị Yến. Có một số Mạnh Thường Quân, đặc biệt là cá nhân Mạnh Thường Quân, sẽ hỗ trợ cho Tuấn Anh trong cái việc học hành, có thể là từ bây giờ cho đến 18 tuổi hoặc là hơn nữa nghe chị. Đó thì cái này về cái số liên hệ, số điện thoại thì em sẽ gửi riêng để mà cô chú anh chị đó có thể là hỏi chi tiết thêm, để họ có cái hướng, họ định hướng cái khoản tiền rồi đó họ có thể hỗ trợ cho Tuấn Anh mỗi tháng mỗi kỳ. Em nói cho chị đừng đỡ lo nha. Còn thêm về cái việc để tranh thủ thời gian, chị nói là hôm nay sẵn tiện thì cũng tìm một cái người bạn, đúng không, tìm người bạn ở nước ngoài gì đó, tại hôm bữa xuống Bến Tre nhưng mà em không có thời gian nhiều để mà em ghi hình cho chị ha. Thì chị lấy cái hình của chị đó ra luôn đi. Người bạn này là sao chị? Cách đây 10 năm chị quen biết rất thân, rất là thương chị. Trước khi đi chị có lấy tấm hình này của chị. Thế bây giờ Út có nhìn ra tấm hình này. Út, cái này là chị nè. Chị nè, tấm hình này là hồi đó Út đi, Út có đem theo một tấm hình này, để lại một tấm. Tấm hình này là Út nè, Út ở Hà Lan nè. Út tên là Trần Diệu Linh. Ở dưới Bến Tre luôn hả? Không, Út này là ở quê ở gốc là ở Sóc Trăng, nhưng mà định cư ở nước Hà Lan. Hai người là bạn thân? Hai người là bạn thân, nhưng mà 10 năm qua lúc mà chị có Tuấn Anh tới giờ, tại hồi xưa là chị ở Sài Gòn. Chị ở Sài Gòn á, chị ở Sài Gòn là chị quen biết với Út. Út rất là thân với chị, rất là thương chị, giúp đỡ chị rất là nhiều. Nhưng mà khi mà có Tuấn Anh rồi thì chị về quê chị ở thì rất là Út. Đây là cái gì đây chị? Cái này là địa chỉ của Út trước khi đi, là Út ghi lại cái xe địa chỉ của nhà Út ở bên nước ngoài á. Cái hình này là chị rước Út từ khách sạn về, là chị lần nào Út về chị rước Út về khách sạn này. Hai người mất liên hệ nay là 10 năm rồi hả? 10 năm rồi. Út trước khi mỗi lần Út về Việt Nam là Út hay ở khách sạn Mỹ Anh ở đường Nguyễn Trãi, Út nhớ không? Yến với Liên, Trúc với Út còn nhớ người bạn này không? Út đặt tên là Trúc, Út còn nhớ không? Thanh Trúc nè. Rồi với Liên là hay nấu cơm, là hay đến khách sạn để chơi với Út nè, Út nhớ không? Út còn nhớ, nếu mà Út nhìn lên cái đồ clip có này nghĩa... Út... Chị nói tiếp đi. Út nhìn lên cái đồ clip này, Út nhớ đấy, người bạn tên Trúc, của ngày nào mà Út đặt tên á thì Út điện thoại cho Yến. Giờ Yến có bé khoai tây về quê ở rồi. Út liên lạc với Yến. Đó, đây là cái địa chỉ của chị Linh đúng không? Đúng rồi, chị Linh, Trần Diệu Linh. Trần Diệu Linh ở Hà Lan. Dạ. Cách khoảng đây cũng 10 năm rồi. Đây là cái địa chỉ mà em sẽ ghi rõ cho để mọi người có thể là ở cái khu vực ở bên Hòa Lan ha, là có thể là biết được chị Linh, thì chị Linh sớm liên hệ để mà gặp chị Yến. Em hỏi thêm chị về cái vấn đề này nữa nha chị. Là
Về cá nhân của chị Yến đó, là cũng có nhiều người hỏi là trước kia là mình chắc cũng cả có gia đình. Trước kia chị cũng có gia đình, nhưng mà chị 26 năm qua là chị độc thân, chị ở vậy lo cho gia đình. Trong 26 năm là chị không có chồng, không có con nữa. Là 26 năm qua là chị ở đây, chị ở dưới quê Tây 9 năm, nhưng mà trong 26 năm là chị không có gia đình, bởi vì chị độc thân. Ngoài mẹ của Tuấn Anh với lại chị ra thì trong gia đình là còn mấy anh em nữa? Còn như 6 anh em mà mất hết 2. Còn 4. Giờ còn 4. 4 thì người chị ba lớn nhất thì giờ đã hiện giờ đang nuôi mẹ. Còn hai đứa em thì nó cũng đi mưu sinh. Nó đi mưu sinh, đi làm ăn xa để mà nuôi gia đình. À, chị có bàn với lại gia đình cái việc tương lai cho Tuấn Anh không? Ví dụ như là thay thế chị chăm sóc. Không, chị không bàn. Tại vì trong 9 năm qua, thôi nói về 4 năm thôi, không nói 9 năm. Trong 4 năm qua, chỉ có một mình chị. Lúc đau ốm, một cái số điện thoại chị cũng không có. Lúc đau ốm, lúc bệnh đau, lúc thắt ngặt nhất, nghèo khổ nhất, chị không biết tìm ai, chị không biết nhờ cậy ai, chỉ nhờ những người ngoài, người ta cho tiền, cho gạo, cho cơm, giúp đỡ Tuấn Anh, giúp đỡ chị. Nếu không có những người này, ngày hôm nay Tuấn Anh nó sẽ không bao giờ còn sống nữa. Có những đêm nó co giật đến nỗi mà trào một mép ra luôn. Mà trong túi chị chưa có được 20 ngàn, chị chỉ biết ẵm con chị lên bệnh viện thôi. Đi xe ôm thì tôi cũng không có tiền trả. Vô tới bệnh viện, ông xe ôm cho mượn 200 ngàn. Lúc đó là mới tính sao. Trước nhất là chị chạy ra mua cho con chị một lọ sữa, rồi đóng chuyển phí là không có tiền, bắt đầu mới đi chạy tiền. Chạy, nhưng mà em biết không, lúc đó chị không có một số điện thoại người thân nào hết. Chị nhờ giúp đỡ chị hay là phụ giúp chị lo cho Tuấn Anh. Những cái ngày mà chị bệnh, chị nằm 2 ngày, 3 ngày, chị ao ước, chị mơ ước có một người thân nào đó xuất hiện giống như phép nhiệm màu nào đó. Má cầu mong có một phép nhiệm màu nào đó, có một người thân nào đó xuất hiện để nấu cho con bữa cơm, hay mua cho má một hộp cơm, hay nấu cho con một bữa cơm cho con ăn. Nhưng mà chỉ có một mình chị mà thôi, cho nên không có nếu muốn bàn chắc cũng không có người để bàn đâu em. Tại vì đối với chị trên đời này, chị giờ chị chỉ còn có một người mẹ mà thôi. Người mẹ thì mẹ đã yếu rồi, mẹ không có còn cảm giác nhiều nữa. Rồi bây giờ chị không có thể bàn bất cứ với một người nào hết. Mà chị đã có một cái dự định, chị đã viết giấy, chị gửi cho một người bạn chị rồi. Và chị đã ra xã và ủy ban, chị đã làm giấy xác nhận chị là người mẹ nuôi, người gì? Giám hộ và người mẹ nuôi là chị có thẩm quyền. Chị đã có một cái thẩm quyền để chị quyết định cuộc sống của nó. Nhưng cái quyết định của chị sẽ phụ thuộc vào đứa con của chị, chứ không bao giờ chị ý kiến một mình chị đâu. À, bởi em thấy cái gì chị cũng hỏi Tuấn Anh hết. Chị muốn hỏi nó là tại vì những cái ngày mà khổ cực nhất, lúc mà đau khổ nhất, cạn kiệt nhất, hai má con chị ôm nhau trong nhà, ngồi xuống đất mà ôm nhau khóc. Cho nên nó biết, nó hiểu biết cái nỗi cực khổ của hai má con là như thế nào. Cho nên ha, tất cả những gì chị nghĩ là nó hiểu biết, chị sẽ nhường quyết định cho nó hết. Chị sẽ làm theo quyết định của Tuấn Anh hết. Chị muốn nó được vui, chị không muốn nó buồn. Cho nên là những cái gì mà chị bàn với người khác là chị sẽ không bàn, tại vì chị có đủ thẩm quyền để làm điều đó. Dạ. Có nghĩa là cái lúc mà cực khổ thì chỉ có hai mẹ con thôi, nên là con. Cái gì cũng phải quyết định luôn ha. Dạ. Nhưng mà chị muốn ý kiến của Tuấn Anh. Ý kiến của Tuấn Anh quyết định sao chị ý sẽ chịu như vậy. Chị ý sẽ không bao giờ bác bỏ ý kiến của nó. Đó, hồi nãy má con có nói là lúc mà khổ nhất của hai má con là sao? Con lúc má khóc con hôn má, con chuyện năng lượng của má. Chuyện năng lượng hả? Là hai má con hay ôm nhau khóc gì đó hả? Mấy cái lúc khó khăn. Nó nói lúc mà chị khổ quá,
nói nó thấy người ta tới đòi nợ, nói má cô đó tới đòi nợ kìa má, má cố lên đi má, má cố lên đi, má cố lên, con tìm được ba con á, con sẽ lo cho má, con không có đi bỏ má đâu, con không đi bỏ má đâu, con ở đây với má, con đi má buồn con không đi đâu, nhưng mà chừng nào con lớn con mới đi theo ba con, giờ con không đi đâu. Nó luôn luôn nó theo nó an ủi chị như vậy á. Thôi. Thôi vậy như thế này nha chị, để tranh thủ thời gian rồi hai má con phải trở lại bệnh viện để mà đi khám. Còn về cái việc bệnh tình của chị đó, thì sau khi mà khám xong hay là như thế nào đó thì chị chiều nay chị cũng về Bến Tre luôn phải không? Chị về dưới xong rồi nghỉ ngơi rồi có gì gọi điện cho em sau ha. Về cái bệnh tình của chị, mau là mong là chị có cái sức khỏe để mà tiếp tục chăm sóc cho Tuấn Anh. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái việc mà nãy em có nói là Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho Tuấn Anh trong cái việc học, thì em sẽ cố gắng gửi cái số điện thoại hoặc là có cái mối liên lạc như thế nào đó để có thể là trao đổi riêng với Mạnh Thường Quân. Cái thứ ba nữa là về cái việc tương lai của Tuấn Anh thì chị cũng nói hồi nãy cũng có chia sẻ rồi, rõ ràng theo cái Tuấn Anh cái quyết định của Tuấn Anh. Rồi trước mắt là như vậy đi nha chị Chiến. Rồi có gì thì em sẽ gửi cái thông tin sau đến sau cho chị tiếp tục về cái thông tin của ba của Tuấn Anh. Mong mọi người hãy góp ý ở trên kênh về những cái gì mà ngày hôm nay chị Yến chia sẻ. Chị có lời nào chị nói với lại mọi người trước khi kết thúc clip ở đây không? Trước nhất cũng cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ hai má con để cho hai má con được như ngày hôm nay, thì Tuấn Anh nó tìm được ba. Xin cảm ơn mọi người ở xa và ở gần, và xin cảm ơn mọi người ở bên cạnh. Xin cảm ơn chị Sáu đã cho phải tay những cái bữa cơm, những lúc má bệnh nằm chị Sáu bưng qua cho tay cứu tay những cái chén cơm chén canh, và cảm ơn người bạn sát bên đã giúp đỡ gia đình của dì Yến rất là nhiều. Nếu không có mọi người, dì Yến sẽ không bao giờ sống được. Bây giờ xin được cảm ơn, chân thành cảm ơn mọi người. Và có một cái lời nói này xin nói với mọi người. Bây giờ mọi người nhìn thấy má Yến như thế này, thấy Yến như thế này, có những lời nói là sao Yến sửa mắt sửa mũi, mà nghèo mà nói là sửa mắt sửa mũi. Nhưng mọi người ơi, cách đây 15 năm rồi, mẹ khoai tây về Việt Nam có dẫn Yến đi, cũng như là muốn dẫn Yến đi nước ngoài để hai chị em cùng đi làm, nhưng mà Yến đã phỏng vấn 3 lần không đậu, tại phỏng vấn không được cho nên Yến phải ở nhà. Chứ từ 10 năm trở lại đây, Yến không có còn tâm trí mà cũng không có tiền để đi làm những cái điều gì khác hơn. Cho nên mọi người thông cảm, mọi người đừng có nói nên những lời nói làm Yến buồn. Yến đọc mà Yến đau lòng vô cùng. Xin nói với mọi người thông cảm, đừng nói lên những câu nói này là Yến đau lắm, Yến buồn lắm. Dạ. Thôi thì dạ, với lại em cũng có chia sẻ với chị thì chị đừng có bận tâm về những cái ý kiến, chủ yếu là mình, cái cuộc sống của mình hiện tại bây giờ thôi, mình sống cho mình mà, nghe chị, mình sống tốt rồi. Thôi em kết thúc clip ở đây nha. Dạ, có gì thì sẽ gặp chị với lại Tuấn Anh sau ha chị. Cảm ơn xin sức khỏe để giúp mọi người như giống như chị nha. Cảm ơn chú Sinh. Không có gì. Con nói với ba đi. Ba ơi, nói lớn lên ba mới nghe. Nói ba bên kia ba nhìn đó. Nói đi. Ba nhớ về thăm con nha. Vậy đó ha. Thôi GoFood xin phép được kết thúc clip ở đây nha mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.